Em yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mình quá đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ. Đường thênh thang bạn thân kéo nhau về. Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười. Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi. Chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại kính thưa các thầy giáo, nguyên là cán bộ quản lý trường trung học phổ thông Thanh Hà 1. Kính thưa các ông bà đại diện cho doanh nghiệp thị xã Nghi Sơn. Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh. Kính thưa các bác, các anh chị là cựu học sinh trường trung học phổ thông Thanh Hà 1. Nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học phổ thông Thanh Hà 1 1961-2021. Hôm nay, trường Trung học phổ thông Thanh Hà 1 trang trọng tổ chức buổi gặp mặt, xin ý kiến chỉ đạo và góp ý cho kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học phổ thông Thanh Hà 1 và đón nhận bằng công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 dự kiến vào tháng 11 năm 2021. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường có lời phát biểu trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa thầy giáo Nguyễn Duy Khánh, nhà giáo ưu tú, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thị xã 1. Kính thưa đồng chí Trương Xuân Hùng, tỉnh ủy viên, ủy
Bí thư Thủy Bỉ, Nghi Sơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các anh chị tiểu học sinh trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1. Để hướng tới 60 năm thành lập trường cấp 3 Tĩnh Gia, nay là trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, hôm nay nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các thầy giáo, nguyên lãnh đạo nhà trường, đại diện các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, các ông bà đại diện doanh nghiệp thị xã, các anh chị cựu học sinh của nhà trường. Lời đầu tiên, thay mặt cho đảng ủy, ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các anh chị cựu học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi gặp mặt hôm nay thành công tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng đông đảo của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, dự kiến vào chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021. Đây là dịp quý giá tôn vinh nhà trường để các thế hệ thầy trò cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, khẳng định vị thế, giữ gìn và phát huy những thành quả giáo dục của nhà trường. Đồng thời cũng là cơ hội để các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình cảm quý báu đã có được trong những năm tháng của cuộc đời mình. Cũng thông qua lễ kỷ niệm này, nhà trường duy trì được mối liên lạc với các thầy giáo, cô giáo, các anh chị hiểu học sinh để cùng chung tay xây dựng trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 vững mạnh, hướng tới giá trị cốt lõi, chất lượng, uy tín, bền vững, trở thành trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia chất lượng cao của ngành giáo dục Thanh Hóa và cả nước. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 là sự kiện chính trị văn hóa vô cùng to lớn của nhà trường. Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, nhà trường rất cần sự quan tâm và tham gia giúp đỡ từ phía thị xã Nghi Sơn, chính quyền nhân dân, xã phường trong thị xã, từ các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên và các thế hệ học sinh của nhà trường suốt 60 năm qua. Nhà trường xin trân trọng và cảm ơn sự đóng góp quý báu của các thầy giáo, cô giáo, các anh chị tiểu học sinh, các khóa, các tổ chức xã hội, những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng nhà trường. Không chỉ trong việc tổ chức lễ kỷ niệm mà còn lâu dài về sau. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những hành động nghĩa tình mà quý vị dành cho trường trung học phổ thông thân yêu của chúng ta. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các anh chị hiểu học sinh của nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, do thời gian cũng như thế là các kế hoạch cụ thể thì nhà trường đã phát đến tận tay của tất cả đồng chí, cho nên là tôi xin phép được trình bày tóm tắt một số nội dung chính. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 1961-2021. Một lớn, mục đích yêu cầu một nhỏ, mục đích nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của nhà trường với bề dày 60 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, qua đó khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang công tác và học tập trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của nhà trường. Lễ kỷ niệm là sự kiện văn hóa lớn, tạo được không gian gần gũi để các thế hệ nhà giáo, học sinh về thăm trường, gặp lại thầy cô, bạn bè cũ và mái trường lưu dấu, tô đậm truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực cho thế hệ học sinh hôm nay và mai sau. Là dịp để quảng bá, nâng cao vị thế nhà trường, kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân thị xã Nghi Sơn, sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các thế hệ học sinh cũ hướng tới xây dựng trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa. 2.
thời gian, địa điểm và kế hoạch chương trình. Một là thời gian. Ngày tổ chức lễ kỷ niệm dự kiến là vào ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Địa điểm là tại trường Trung học phổ thông tỉnh Gia Một, khu phố 4, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Về kế hoạch cụ thể thì chúng tôi đã trình bày phụ 1, kính mời các quý vị xem ở phần cuối của kế hoạch. Về chương trình lễ kỷ niệm thì là ở phụ 2. Ba lớn thành phần khách mời dự lễ kỷ niệm. Một là đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Hai, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn, các ban ngành đoàn thể, các phòng ban thị xã Nghi Sơn, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã phường trong thị xã, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh, các trường trung học cơ sở trong thị xã. Ba, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên đã và đang công tác tại trường. Bốn, các thế hệ học sinh đã và đang học tập tại trường. Năm, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đang học tập tại trường. Sáu, đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, đài truyền thanh truyền hình thị xã Nghi Sơn. Bốn là nội dung chính của các hoạt động. Một là phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong toàn trường, nâng cao chất lượng dạy và học, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông tỉnh Gia Một. Hai, đẩy mạnh công tác xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất, đảm bảo các tiêu chí của trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ba, tổ chức tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, viết bài dự thi về trường với chủ đề Môi trường tôi yêu, chọn bài có nội dung hay để đưa vào kỷ yếu và trang thông tin điện tử của nhà trường. Bốn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền để kỷ niệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng rôn, cờ, ban office, khu vực, trường và trên địa bàn thị xã. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và cổng thông tin điện tử của nhà trường. Triển khai viết bài đăng báo giáo dục thời đại, tập san của ngành giáo dục Thanh Hóa và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, phối hợp với các ban ngành chức năng để xây dựng kịch bản của buổi lễ, xây dựng chương trình văn nghệ, chuẩn bị công tác hậu cần và lễ tân. Năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Sáu, tổ chức lễ viết tinh kỷ niệm, chuẩn bị các bài diễn văn và lễ kỷ niệm. Bảy, tổ chức gặp gỡ giáo viên công tác tại trường qua các thời kỳ, tổ chức gặp mặt cựu học sinh ở các vùng miền. 8. Bổ sung tư liệu, cải tạo phòng truyền thống. 9. Triển khai công tác xã hội hóa giáo dục trong phụ huynh học sinh cũ của trường, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. 5. Phân công nhiệm vụ của các ban chuẩn bị lễ. Ban thứ nhất là ban tổ chức, ban nội dung, ban tài chính, ban cơ sở vật chất và kinh tiết, ban đón tiếp hậu cần, ban liên lạc và tuyên truyền, ban văn nghệ thể thao. Thì trong các ban thì cũng đã phân công cụ thể các thành viên và cũng đã trình bày các cái nhiệm vụ cụ thể các ban cái chi tiết đã có rất cụ thể trong kế hoạch. Để xin cùng gặp lại. 6. Về dự trù kinh phí thì chúng tôi cũng đã có dự trù kinh phí ở phụ lục 3 và gồm có dự trù kinh phí tu sửa cơ sở vật chất của trường hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, và dự trù kinh phí là tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường trong cái phụ lục 3. 7. Thông tin liên hệ thì mọi thông tin liên hệ cho lễ kỷ niệm xin mời các đại biểu, các đồng chí liên hệ với các đồng chí sau. Một, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Hai, đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ba, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Bốn, đồng chí Nguyễn Lưu Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng. Kính thưa các quý đại biểu, ở trên là tôi đã thông qua cái dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông tỉnh Gia Một. Cảm ơn các quý vị đại biểu
và lắng nghe. Các thế hệ cựu học sinh nhà trường rất tự hào và quan tâm nhiều đến sự phát triển và trưởng thành của nhà trường. Hàng năm đã có ít nhất 3 khóa cựu học sinh tập trung về trường, tổ chức hội khóa để thăm lại trường cũ, góp công góp sức xây dựng nhà trường, thăm lại và tri ân các thầy cô giáo, thăm lại bạn bè gần gũi giúp đỡ lẫn nhau, động viên học sinh các khóa đang học ở trường. Hiện nay việc tổ chức hội trường, hội khóa hội trường đã trở thành ước nguyện của đông đảo các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh nhà trường. Năm nay 2021, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia I tròn 60 năm ngày thành lập và đón nhận bằng công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Để tăng cường giáo dục truyền thống cho học sinh nhà trường, ghi nhận thành tích của các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh, tạo không gian để các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh cũ về thăm trường, gặp lại đồng nghiệp, gặp lại thầy cô, gặp lại học sinh, gặp lại bạn bè. Đại diện cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà trường, tôi xin đề nghị là Ủy ban Nhân dân thị, Nhân dân thị xã Nghi Sơn, các khóa cựu học sinh nhà trường, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, các cơ quan đóng trên địa bàn nhà trường, hội cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm ở trong thị xã hãy quan tâm về sự nghiệp giáo dục của nhà trường và để tổ chức nhà trường tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thì đề nghị là tài trợ kinh phí để trường có thể là hoàn thành kế hoạch các công việc còn lại chuẩn bị cho lễ hội chung. Cuối cùng tôi xin chúc các vị đại biểu và các thầy cô giáo sức khỏe thầy đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của nhà trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia I, hôm nay ban giám hiệu Đảng ủy nhà trường tổ chức trọng thể hội nghị gặp mặt các thầy giáo cô giáo nguyên là lãnh đạo nhà trường cùng với các thế hệ là cựu học sinh của nhà trường của chúng ta. Đặc biệt là tôi thấy rất vui mừng và phấn khởi tại cuộc gặp mặt hôm nay là có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo của thị xã Nghi Sơn của chúng ta, từ đồng chí bí thư, đồng chí phó bí thư thường trực, đồng chí phó bí thư chủ tịch cùng nhiều đồng chí là ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành toàn thể của thị xã Nghi Sơn của chúng ta. Điều này nó thể hiện cái sự quan tâm và trách nhiệm rất cao đối với nhà trường của chúng ta, và chính sự có mặt của các đồng chí đã tạo nên cái sự thành công rất tốt đẹp trong cái cuộc gặp mặt hôm nay. Thì đấy là cái cảm xúc đầu tiên mà tôi thấy rằng là rất vui và rất phấn khởi như vậy. Thứ hai, chúng ta đã được nghe các đồng chí lãnh đạo nhà trường đã báo cáo về dự thảo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống nhà trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia I vào tháng 11 năm 2021. Thì đây là một cái sự kiện rất lớn, rất quan trọng đối với nhà trường cũng như là đối với toàn thể nhân dân và cán bộ của thị xã Nghi Sơn của chúng ta, mà đặc biệt
là khu vực phía Nam, nơi nhà trường đảm trách cái việc đào tạo cho con em của chúng ta ở các phường, các xã phía Nam của huyện. 60 năm qua với bề dày thành tích hết sức vẻ vang, nhà trường đã đóng góp vào sự phát triển chung của thị xã Nghi Sơn của chúng ta ngày nay và trước đây là huyện Ninh Giang. Và đặc biệt là đối với ngành giáo dục đào tạo của huyện nhà nói riêng, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái ngày hội lớn của các thầy giáo, cô giáo, của lớp lớp, các thế hệ, là các thầy, các cô, nguyên là lãnh đạo, nguyên là giáo viên của nhà trường, cùng toàn thể các cái thế hệ học sinh qua các khóa của nhà trường chúng ta từ năm 61 đến nay. Tôi nghĩ rằng là trước đây cũng chưa có một cái kỳ nào mà chúng ta tổ chức một cái cuộc gặp mặt thế này mà có mặt được đông đủ ba đồng chí thường trực và đồng chí lãnh đạo cao nhất của chúng ta, dư để rồi cao chí thống nhất với chúng ta những nội dung chuẩn bị và tiến hành tổ chức kỷ niệm như thế là rất là đáng quý. Như mong muốn của tất cả các cái thầy giáo, cô giáo, lãnh đạo nhà trường, rồi các thế hệ, các thầy nguyên lãnh đạo, rồi các cựu học sinh của nhà trường, cũng như toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn của chúng ta. Và cuối cùng cho phép tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, các đồng chí đại biểu và đặc biệt là các thầy nguyên là lãnh đạo nhà trường cùng các đồng chí là lãnh đạo nhà trường và toàn thể anh chị em cựu học sinh của nhà trường chúng ta có mặt hôm nay, lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, chúng ta chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Một. Xin trân trọng cảm ơn. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường xác định hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường là một hoạt động rất ý nghĩa. Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể phụ huynh học sinh đang học tập tại nhà trường, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Một tiếp tục gặt hái được những thành công mới và đặc biệt tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Xin trân trọng cảm ơn. Có thể nói là 60 năm thì có chúng ta đã trải qua mất 15 năm, như thế là kinh qua cái chiến tranh tàn phá của Đế quốc Mỹ của miền Bắc. Và sau thời gian đó, cái thời kỳ có thể nói là thời kỳ bao cấp hết sức nhặt nghèo, chúng ta cũng phải gánh chịu cái sự khó khăn trực tiếp trong cái thời gian vừa rồi. Trong những thời gian vừa qua cho đến khi đổi mới thì có thể nói tất cả những phát triển trong đó, đời sống, điều kiện để chúng ta xây dựng nhà trường của chúng ta như thế mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Điều này chúng tôi là những cựu học sinh của trường, như tôi là cái khóa 5, anh Khiêm ở đây là khóa 1 và anh Sơn là khóa 3 vân vân, thì cho đến bây giờ như thế là 45 khóa trải qua, chúng ta đã tạo dựng được một cái đội ngũ học trò có thể nói là đã có nhiều đóng góp không chỉ cho quê hương mà trên phạm vi của cả nước. Chúng tôi suy nghĩ rằng tổ chức kỷ niệm 60 năm chắc chắn là như thế, đây là một cái cơ hội để cho bên ngoài xã hội cũng như là thầy trò các thế hệ có điều kiện của chúng ta nhìn lại cái chặng đường lịch sử và chúng ta tự hào với những thành tựu tốt đẹp đó. Lời đầu tiên xin cho phép tôi được ý kiến cá nhân gửi lời kính chúc rất sức khỏe toàn thể các đồng chí lãnh đạo, toàn thể các quý vị đại biểu và các anh chị là học sinh của nguyên là học sinh của trường phổ thông Tĩnh Gia Một, lời kính chúc sức khỏe, chúc cho hội nghị chúng ta hôm nay là thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, bản thân tôi hôm nay cũng rất là vinh dự, vừa là vinh dự nhưng cũng vừa là tự hào được ban lãnh đạo nhà trường
mời về tham dự cái buổi lễ, chuẩn bị cho cái kế hoạch tổ chức cái sự kiện họp mặt 60 năm trường Trung học phổ thông Đình Cát Một. Và kính thưa quý vị đại biểu, cách đây 10 năm thôi, khi đó nhà trường tổ chức cái buổi lễ kỷ niệm 50 năm mà như các đồng chí lãnh đạo phát biểu nửa thế kỷ một chặng đường phát triển của trường Trung học phổ thông Đình Cát Một, thì lúc đó với cơ sở vật chất của nhà trường lúc đó cũng bình thường như bao các trường phổ thông hoặc Đình Cát Một khác. Và đến hôm nay quay lại thì chúng ta thấy là cơ sở vật chất nhà trường cũng như cái thành tích mà nhà trường đạt được qua cái báo cáo của cô hiệu trưởng nhà trường, thì sau 10 năm, sau cái lễ kỷ niệm 50 năm thì đó là một cái nguồn động lực, một nguồn khích lệ cả về mặt tinh thần lẫn vật chất để toàn thể tập thể lãnh đạo nhà trường, các tập thể giáo viên nhà trường và toàn thể các bậc cha mẹ học sinh cùng với học sinh phấn đấu nỗ lực chúng ta xây dựng một cái môi trường giáo dục chất lượng cao hơn, đạt được cái thành tích từ một cái top 20 trước năm 2011 đến bây giờ nhà trường đã đứng thứ 6 trong tổng số gần 100 trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Thì như thế đây là một cái nỗ lực phấn đấu vượt bậc. Thì chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của cái việc tổ chức cái kỷ niệm 50 năm rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái kỷ niệm 60 năm, thì chúng ta thấy rằng nó là một cái tầm quan trọng, nó là một sự lan tỏa rất lớn về mặt tinh thần, động viên cổ vũ cho thầy trò và các thế hệ học sinh của trường trung học phổ thông một có những cái động lực để chúng ta phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn. Và tôi tin chắc rằng sau cái kỷ niệm 60 năm này thì nhà trường trung học phổ thông một sẽ phát triển hơn nữa, sẽ gặt hái được nhiều những thành công rực rỡ hơn. Và một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe tập thể các quý vị đại biểu và tiếp tục chúng ta hôm nay còn rất nhiều câu chuyện và các vấn đề khác thì sau khi mà chúng nhận chủ trương rồi để chúng ta triển khai theo vấn này. Nếu có thể nói là qua cái khái quát cái kết quả hoạt động cũng như cái thành tích của trường trung học phổ thông một, qua cái báo cáo của giáo hiệu trưởng, thầy giáo phó hiệu trưởng và đặc biệt đây là ý kiến tham gia của đồng chí lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ nguyên là học sinh nhà trường, và qua cái bài thơ về nhà trường của đồng chí Hoàng Hoa Bộ, tôi có thể nói là qua 60 năm xây dựng và phát triển để chúng ta rất đối tự hào với cái vai trò vị thế và kết quả ngày hôm nay của trường trung học chính xã một. Đây có thể nói là niềm tự hào của các thế học sinh nhà trường, của các thế hệ lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và bà con nhân dân trong vùng cũng như các cựu học sinh. Để cho đồng chí đã biết là lãnh đạo huyện Tĩnh Gia đang trước đây ở thị xã Nghi Sơn thì phần lớn các đồng chí đều là học cựu học sinh của trường Tĩnh Gia một. Đấy, từ Bắc Tuyên, Bắc Kiêm, Bắc Phúc, các bạn. Đấy, và nếu có cáo chí thì giờ thực hiện quy định của đảng, cho nên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện giờ là luân chuyển. Chứ nếu chưa thực hiện cái này thì khả năng hôm nay có cáo chí quý hơn chủ tịch của các đồng chí lãnh đạo của thị xã nhà có thể là cựu học sinh của trường thanh có cáo chí hay. Bây giờ chúng ta rất là tự hào. Đây, và trong cái giai đoạn hiện nay cái hoạt động của trường Tĩnh Gia một thì có rất nhiều các thuận lợi để chúng ta cơ sở vật chất so với ngày trước cũng khá hơn nhiều, rồi cũng các thầy các cô từ các bộ lãnh đạo quản lý nhà trường rồi đến các thầy các cô thì giờ về chuyên môn về mọi cái mặt là cũng tốt hơn, có điều kiện hơn ngày xưa. Đấy, nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta cũng đang rất nhiều các khó khăn, cơ sở vật chất cũng đang cần cái tăng cường. Và bên cạnh đấy rất nhiều vấn đề xã hội trong giai đoạn hiện nay tác động rất lớn đến hoạt động giáo dục nói chung và cái hoạt động của nhà trường. Đấy, chính vì vậy cái việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học Tĩnh Gia một thì hết sức ý nghĩa, đây phải là rất cần thiết. Tại sao như vậy? 60 năm là một chặng đường rất dài rồi, đấy là một cái năm chặng
việc chúng ta tổ chức là rất cần thiết, cho nên là lãnh đạo thị xã tôi rất thống nhất với cái trường, các cái đề xuất của thầy và cô là lãnh đạo thị trường để hướng tới là tổ chức lên thì 6 năm. Thế còn về góc độ thị xã đấy thì chúng tôi cũng hứa với thầy và cô và chị là sẽ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí như trong cái điều kiện thực tế có thể đấy, và những quy định đấy của luật ngân sách nhà nước đấy, chứ không phải chúng tôi thích là làm cái gì cũng được. Cái thứ hai nữa là thị xã thì năm nay thì rất khó khăn đấy, do tình hình dịch đấy, chúng tôi sẽ quan tâm tạo điều kiện tốt nhất có thể trong cái điều kiện có thể đấy. Và hôm nay ấy, thì tôi nghĩ là cái buổi đầu ta gặp mặt đấy để có cái đưa ra quyết tâm chúng ta tổ chức thế, và quy mô thì lớn nhỏ tùy, và chúng ta quyết tâm cái việc tổ chức 6 năm là hết sức cần thiết, ý nghĩa chúng ta sẽ làm đấy, và quy mô tùy thuộc vào kỹ thuật cách vận hành chúng ta. Thì tinh thần như thế thì xin kính chúc quý vị đại biểu tham dự cái buổi gặp mặt lời chúc sức khỏe hạnh phúc và chúc cái quá trình vận hành tổ chức tạo điều kiện tìm các cái điều kiện đấy mà tổ chức được cái lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường tiểu học Kính Gia Một đấy nó hoành tráng ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt nhà trường xin trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Trịnh Xuân Phú. Nhà trường xin tiếp thu điều chỉnh kế hoạch, xây dựng chương trình kịch bản chi tiết cụ thể, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí, sự quan tâm giúp đỡ của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các nhà giáo Lọc Thành cùng toàn thể các quý vị đại biểu, trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, nhà trường rất vui mừng được lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu chỉ đạo góp ý quý báu của các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, của các nhà giáo Lọc Thành, của các đồng chí cựu học sinh nguyên cán bộ của thị xã, nguyên cán bộ quản lý nhà trường, của đại diện phụ huynh các em học sinh hiện đang học tập tại nhà trường, của các anh chị đại diện cựu học sinh. Nhà trường xin tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để tổ chức tốt các hoạt động hướng tới tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cuối cùng, thay mặt toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Một, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, nhà giáo Lọc Thành, tới các quý vị đại biểu, các anh chị cựu học sinh của nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi.